Xin chào tất cả các em học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay thầy sẽ cùng với các em ôn lại một số kiến thức mà chúng ta đã học trong chương 1 đại số 9 nhằm chuẩn bị cho kỳ kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 1 sắp tới. Rồi, phần ôn tập chúng ta gồm có 2 phần. Phần thứ nhất là các công thức biến đổi căn thức. Phần thứ hai là giải phương trình chứa căn thức. Rồi, chúng ta vào phần thứ nhất là các công thức biến đổi căn thức. Thì chúng ta thấy trong chương 1 chúng ta có các công thức biến đổi căn thức. Thứ nhất đó là hàng đẳng thức căn A bình bằng giá trị tuyệt đối của A. Thứ hai là liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương. Căn của A nhân B bằng căn A nhân căn B với điều kiện AB là các số không âm. Rồi, thứ ba là liên hệ giữa phép chia và phép khai phương. Căn của A phần B sẽ bằng căn A trên căn B với A không âm và B dương. Rồi, thứ tư là đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Căn của A bình B thì bằng giá trị tuyệt đối của A nhân căn B với B không âm. Rồi, và sau đó là chúng ta có đưa thừa số vào trong dấu căn. Tiếp tục là khử mẫu của biểu thức lấy căn. Và phần sau cùng là trục căn thức ở mẫu. Thì hôm nay chúng ta sẽ áp dụng các công thức này vào các bài tập cụ thể để ôn lại các kiến thức và biết cách sử dụng chúng. Rồi, chúng ta vào bài thứ nhất là bài tính. Thầy có 4 bài sau đây. Này, chúng ta tiến hành giải câu A. Này, căn bậc 2 của 8 trừ 3 căn bậc 2 của 18 cộng 4 căn bậc 2 của 32 trừ 2 căn bậc 2 của 50. Thì như chúng ta đã thường làm bài này trong lớp, thì ở đây chúng ta sẽ áp dụng công thức nào để tính ta? Đó là công thức đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Đây, chúng ta thấy trên hình vẽ chúng ta có công thức đưa thừa số ra ngoài dấu căn như sau. Căn của A bình B sẽ bằng giá trị tuyệt đối của A căn B với B không âm. Vậy bây giờ để đưa các thừa số ra ngoài dấu căn, chúng ta sẽ biến đổi các số 8, 18, 32, 50 thành tích của các thừa số. Và trong đó có một thừa số viết dưới dạng bình phương. Thì chúng ta đã quá quen thuộc rồi. 8 chúng ta biến đổi thành là 2 bình 2. 18 chúng ta biến đổi thành là 3 bình 2. 32 chúng ta biến đổi thành là 4 bình 2. Và 50 chúng ta biến đổi thành là 5 bình 2. Rồi, thì đưa thừa số ra ngoài dấu căn thì chúng ta có công thức là căn A bình B thì bằng giá trị tuyệt đối của A căn B. Và sau đó chúng ta tiến hành phá dấu giá trị tuyệt đối thì chúng ta có hai trường hợp. Nếu A không âm thì kết quả sẽ là A căn B. Còn nếu A âm thì kết quả là trừ A căn B. Thì ở đây chúng ta thấy các A bình phương của mình, được chưa? Các A bình phương của mình đều có A là số dương hết. Vậy kết quả chúng ta là như sau. Là 2 căn 2 là do 2 bình đưa ra ngoài. Rồi, 9 căn 2 là do 3 bình đưa ra ngoài thành 3 nhân với 3 thành 9. Rồi, 16 căn 2 là do 4 bình đưa ra ngoài thành 4 nhân với 4 thành 16. Là 10 căn 2 là do 5 bình đưa ra ngoài thành 5 nhân với 2 thành 10 căn 2. Và chúng ta tiến hành thu gọn các căn thức đồng dạng này. Và chúng ta có kết quả là trừ căn 2. Vậy là ở câu A chúng ta đã áp dụng công thức đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Bây giờ chúng ta qua câu B. Rồi, câu B của mình là căn 6 cộng căn 5 tất cả bình trừ cho 10 nhân với căn của 6 phần 5. Rồi, thì chúng ta quan sát căn 6 cộng căn 5 tất cả bình của mình đó là hàng đẳng thức số 1. Đúng nè, hàng đẳng thức số 1 chúng ta đã học ở dưới lớp 8 là A cộng B tất cả bình thì bằng A bình cộng 2AB cộng B bình. Nhưng lên lớp 9 chúng ta lại trình bày một chút hơi khác. Đó là chúng ta sẽ trình bày là A bình cộng B bình cộng 2AB. Tương tự như vậy là A trừ B tất cả bình. Chúng ta sẽ trình bày là A bình cộng B bình trừ 2AB. Rồi, nhưng mà lên lớp 9 thì chúng ta không còn các AB đơn giản nữa. Mà ở đây người ta tiến hành đưa các căn bậc 2 vô. Thì lúc đó chúng ta áp dụng các hàng đẳng thức số 1, số 2, chúng ta khai triển ra. Chẳng hạn chúng ta có căn bậc 2 của A cộng hoặc trừ căn bậc 2 của B tất cả bình. Thì chúng ta sẽ có A cộng B cộng hoặc trừ 2 căn AB. Rồi, đó là cái nhóm thứ nhất chúng ta áp dụng hàng đẳng thức số 1. Rồi, bây giờ qua nhóm thứ 2, thì chúng ta sẽ áp dụng điều gì? Thì ở đây chúng ta thấy
căn bậc 2 của 6 phần 5. À, thì ở đây chúng ta sẽ áp dụng là khử mẫu của biểu thức lấy căn. À, khử mẫu của biểu thức lấy căn vào đây. À, vậy là bằng cách chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu cho 5. Chúng ta sẽ khử được mẫu của thức lấy căn. Vậy kết quả của bài này như sau. Rồi, áp dụng hàng đẳng thức số 1. À, chúng ta khai triển hay là 6 cộng 5 cộng 2 căn 6 nhân 5. Rồi, áp dụng khử mẫu của biểu thức lấy căn, chúng ta có kết quả là 10 nhân với căn 30 phần 5. Rồi, thực hiện phép tính, chúng ta có được biểu thức sau: 11 cộng 2 căn 30 trừ 2 căn 30. Và thực hiện phép tính, chúng ta có kết quả là 11. À, vậy là ở câu B, chúng ta đã áp dụng hàng đẳng thức số 1 học ở lớp 8 và áp dụng khử mẫu của biểu thức lấy căn. À, chúng ta học ở lớp 9. Đây, bây giờ chúng ta qua câu C. Đây, câu C, căn bậc 2 của căn 2 cộng 1 tất cả bình cộng với căn bậc 2 của 6 trừ 4 căn 2. Thì ở đây chúng ta sẽ áp dụng công thức nào nè? À, đó là hàng đẳng thức căn A bình bằng giá trị tuyệt đối của A. À, vào căn nhóm thứ nhất này. Được chưa? À, và trên mình thấy sau khi là đưa về được hàng đẳng thức căn A bình bằng giá trị tuyệt đối của A thì bài của mình có trở nên đơn giản không nè. Thì ở đây tương tự như vậy, 6 trừ 4 căn 2, chúng ta sẽ áp dụng hàng đẳng thức số 2 để chúng ta đưa về là thành là căn A trừ căn B tất cả bình. Được chưa? Rồi, vì áp dụng những điều đó chúng ta sẽ có kết quả. Rồi, đối với cái nhóm thứ nhất, chúng ta đưa thành là giá trị tuyệt đối của căn 2 cộng 1. Còn đối với nhóm thứ hai thì chúng ta nhẩm được hai số đó là 4 và 2. Và từ đó chúng ta đưa về hàng đẳng thức số 2 là căn 4 trừ căn 2 tất cả bình. Và tiếp tục áp dụng hàng đẳng thức căn A bình bằng giá trị tuyệt đối của A. Một lần nữa chúng ta sẽ có kết quả như sau. Rồi, sau khi đã đưa về giá trị tuyệt đối thì chúng ta thấy căn 2 cộng 1 là dương nên giá trị tuyệt đối của nó bằng chính nó. Và tương tự như vậy, 2 trừ căn 2 cũng dương, do đó giá trị tuyệt đối của nó bằng chính nó. Vậy chúng ta có thể thực hiện bỏ dấu giá trị tuyệt đối. Chúng ta có kết quả như trên màn hình. Và từ đó tiến hành thực hiện phép tính, chúng ta có kết quả là 3. Rồi, đó là câu C. À, vậy còn câu D thì sao? À, câu D chúng ta quan sát thấy tương đối phức tạp hơn những câu hồi nãy giờ chúng ta đã làm, phải không nè? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi từng nhóm để chúng ta nhận ra cách làm của nó. À, ở nhóm thứ nhất, 12 trên 4 trừ căn 10. À, chúng ta sẽ áp dụng công thức nào? Có phải là công thức trục căn thức ở mẫu không? À, đúng rồi, chúng ta sẽ áp dụng công thức trục căn thức ở mẫu vào 12 trừ 4 căn 10 bằng cách là chúng ta sẽ nhân với lượng liên hợp. Đúng không nè? Thì ở đây chúng ta coi như là chúng ta có A trừ B, vậy chúng ta sẽ nhân lượng liên hợp là A cộng B để từ đó nó trở thành hàng đẳng thức số 3. Và lúc đó cái căn 10 này sẽ mất căn. Đây, đó là nhóm thứ nhất. Vậy còn nhóm thứ hai, à nhóm thứ hai và quá quen thuộc với chúng ta, khi nãy chúng ta làm ở câu B, đó là chúng ta sẽ khử mẫu của biểu thức lấy căn. À, vào anh nhóm thứ hai. Vậy còn anh nhóm thứ ba này thì sao? À, thoạt nhìn thì nhiều bạn sẽ áp dụng là trục căn thức ở mẫu, đúng không nào? À, việc đó vẫn làm được, nhưng có cách đơn giản hơn. Ở đây chúng ta qua một bước biến đổi trung gian thì chúng ta sẽ thấy bài này đơn giản hơn. Đó là chúng ta sẽ áp dụng đưa thừa số vào trong dấu căn. À, ở đây chúng ta sẽ đưa 5 vào trong dấu căn. À, vậy chúng ta sẽ có kết quả là căn 50 cộng căn 10 trên căn 5 cộng 1. Thì từ đó chúng ta thấy cái bài toán này, ngoài việc là chúng ta có thể áp dụng trục căn thức ở mẫu, chúng ta có thể quay về lớp 8 áp dụng phân tích đa thức thành nhân tử để tiến hành rút gọn phân thức. À, thì cụ thể ở đây, căn 50 cộng căn 10 có thừa số chung là bao nhiêu nè? À, là căn 10. Vậy từ đó tiến hành biến đổi 3 nhóm, chúng ta sẽ có kết quả như sau. Là nhóm thứ nhất là chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu cho lượng liên hợp là 4 cộng căn 10. Ở nhóm thứ hai chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu với 2. Rồi, ở nhóm thứ ba chúng ta sẽ đặt thừa số chung là căn 10. Được chưa? Rồi, bây giờ tiến hành rút gọn từng nhóm. Thế đây, 16 trừ 10 còn 6, vậy 12 rút gọn cho 6, chúng ta còn lại 2. Đây, cái nhóm thứ hai tương tự như vậy, 6 chia 2 chúng ta còn lại 3, vậy là 3 căn 10. Và nhóm cuối cùng chúng ta tiến hành rút gọn căn 5 cộng 1 với căn 5 cộng 1, chúng ta còn lại là căn 10.
Đây, thực hiện thêm một phép đoán nhân nữa. À, chúng ta sẽ có kết quả là 8 cộng 2 căn 10 trừ 3 căn 10 cộng căn 10. Và tiến hành phép tính, chúng ta có kết quả là 8. Rồi, vậy là qua 4 bài tập đơn giản này, chúng ta đã áp dụng được một số công thức biến đổi căn thức vào việc giải các bài toán cụ thể như trên màn hình. Đó là phần thứ nhất. Rồi, bây giờ chúng ta qua phần thứ hai là giải phương trình chứa căn. À, thì chúng ta có các dạng phương trình chứa căn như trên màn hình. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây là 7 dạng của nó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có một số bài cụ thể để chúng ta áp dụng giải phương trình ha. Rồi, thầy có 4 phương trình này trên bảng. Rồi, bây giờ chúng ta tiến hành giải phương trình thứ nhất. Căn bậc 2 của 2x cộng 1 bằng 3. Đây, vậy thầy đố các em. Cái phương trình này nó dạng nào trong những dạng thầy liệt kê ở đây. Rồi, tìm cách chúng ta đi so sánh, tìm ra ha. À, thì chúng ta quan sát có phải nó là dạng căn A bằng B không nè. Căn A bằng B. Đúng chưa? Căn A bằng B. À, với A là ai? À, với A là 2x cộng 1. Và với B là 3. À, thì dễ dàng áp dụng công thức. Vậy là nó sẽ tương đương với B lớn bằng 0 và A bằng B bình. Thì cụ thể cái bài của mình là 3 lớn bằng 0. Thì điều này luôn đúng. Và 2x cộng 1 sẽ bằng 3 bình. Rồi, vậy từ đó chúng ta tiến hành giải thích. Cái 2x cộng 1 bằng 9. Và từ đó dễ dàng tìm ra được nghiệm là 4. Được chưa? Rồi, đó là dạng cơ bản mà chúng ta thường gặp trong quá trình giải phương trình chứa căn bậc 2. Đúng nè. Rồi, chúng ta qua câu B. Rồi, câu B tương đối phức tạp hơn ở phía trái. Thì có là căn 27, căn của 27x trừ 18 trừ cho 1 phần 2 nhân với căn của 12x trừ 8 bằng 6. Rồi, thì giờ để giải phương trình này, việc đầu tiên là chúng ta sẽ đi thu gọn phía trái. Thì quan sát vế trái chúng ta thấy 27x trừ 18 thì sẽ có thừa số chung là 9. 12x trừ 8 thì sẽ có thừa số chung là 4. À, vậy tiến hành biến đổi các căn thức đó là chúng ta đưa thành các tích trong căn như trên màn hình. Và từ đó chúng ta áp dụng đưa thừa số ra ngoài dấu căn. À, 9 đưa ngoài thành là 3 và 4 đưa ngoài ra thành 2. 2 nhân với 1 phần 2 là 1. Vậy chúng ta có cái phương trình chúng ta được biến đổi là 3 nhân với căn bậc 2 của 3x trừ 2 trừ cho căn bậc 2 của 3x trừ 2 bằng 6. Và từ đó tiến hành thu gọn vế trái. Chúng ta có được là 2 căn bậc 2 của 3x trừ 2 bằng 6. Và biến đổi thêm một bước trung gian nữa. À, thì đó nó trở về cái dạng quen thuộc. Chúng ta đã giải hồi nãy là căn bậc 2 của A bằng B. Được chưa? Với A là 3x trừ 2 và với B là 3. Rồi, tiến hành giải. Chúng ta có 3 lớn bằng 0 và 3x trừ 2 bằng 9. Thì từ đó chúng ta tiến hành giải phương trình. Chúng ta tìm được nghiệm là 11 phần 3. Rồi, vậy là chúng ta đã có hai bài giải phương trình liên quan tới cái dạng là căn A bằng B. Bây giờ chúng ta tiếp tục qua câu C. Rồi, câu C thì chúng ta thấy chúng ta cũng thể áp dụng là căn A bằng B để giải bài này đúng không nè. Với A là 3x cộng 2 tất cả bình và B là 6. Chúng ta vẫn giải được. Chúng ta vẫn áp dụng được công thức này để giải cái phương trình này. À, nhưng ở đây chúng ta thấy căn của 3x cộng 2 tất cả bình chúng ta có thể áp dụng điều gì nè. À, chúng ta có thể áp dụng căn A bình bằng giá trị tuyệt đối của A để chúng ta biến đổi qua một cái phương trình đơn giản hơn. Rồi, vậy từ đó chúng ta biến đổi thành là giá trị tuyệt đối của 3x cộng 2 bằng 6. Thì điều này quá quen thuộc với chúng ta ở lớp 8. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối. Đây, dạng giá trị tuyệt đối của A bằng B. Với A là 3x cộng 2 và B là 6. Vậy áp dụng công thức chúng ta sẽ có là gì? Tương đương với B lớn bằng 0 và A bằng B hay là A bằng đối của B. À, vậy từ đó áp dụng chúng ta có 6 lớn bằng 0, thì này luôn đúng. Và chúng ta có được là 3x cộng 2 bằng 6 hay 3x cộng 2 bằng trừ 6. Và tiến hành giải phương trình này, chúng ta tìm được hai nghiệm là x bằng 4 phần 3 hay x bằng trừ 8 phần 3. Và từ đó, phương trình này có hai nghiệm là 4 phần 3 trừ 3 trừ 8 phần 3.
Vì ở đây là chúng ta đã áp dụng cái hằng đẳng thức căn A bình bằng giá trị tuyệt đối của A để biến đổi phương trình của chúng ta về dạng đơn giản hơn. Đây, tiếp tục câu D. Đây, câu D nó cũng giống giống như ở câu C nhưng mà nó lại phức tạp hơn. Đòi hỏi chúng ta phải qua nhiều bước biến đổi trung gian. Thứ nhất thì chúng ta quan sát ở đây thừa số 49, chúng ta có thể áp dụng đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Và x bình trừ 8x cộng 16 chúng ta có thể đưa về hằng đẳng thức số 2. Rồi, tiến hành biến đổi vế trái, chúng ta có được kết quả như màn hình. Và thêm một bước biến đổi trung gian nữa, chúng ta lại có được là giá trị tuyệt đối của x trừ 4 bằng 3. Có phải không nè? Rất là đơn giản, vì chúng ta lấy 21 chia 7 thì là 3. Còn căn của x trừ 4 đến cả bình chúng ta biến đổi thành là giá trị tuyệt đối của x trừ 4. Vậy là ở đây chúng ta lại một lần nữa áp dụng cái phương trình dạng là giá trị tuyệt đối của A bằng B để chúng ta giải bài này. Và từ đó dễ dàng chúng ta đưa đến là 3 lớn bằng 0. Và điều này luôn đúng. X trừ 4 bằng 3 hay x trừ 4 bằng trừ 3. Và từ đó chúng ta tìm được hai nghiệm là 7 hay là x bằng 1. Đúng không nè? Vậy từ đó phương trình này có hai nghiệm là 7, 1. Vậy là chúng ta đã áp dụng các dạng phương trình có chứa căn bậc 2 vào giải 4 cái bài cơ bản sau đây. Ở chương này chúng ta sẽ gặp hai cái dạng cơ bản, là dạng thứ nhất là căn A bằng B. Căn A bằng B ở đây. Và dạng thứ hai là giá trị tuyệt đối của A bằng B ở đây. Như là chúng ta mới vừa làm xong. Đây, đó là phần chúng ta áp dụng vào giải phương trình chứa căn. Đây, ngoài giải phương trình chứa căn ra, chúng ta còn gặp cái dạng là rút gọn biểu thức. Chẳng hạn thầy có các bài sau đây. Đây, 4 bài trên màn hình. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng những điều chúng ta đã học vào việc là rút gọn biểu thức. Rồi, bây giờ ở câu A. Đây, ở câu A thoạt nhìn thì một số bạn sẽ tiến hành là nhân với lượng liên hợp để trục căn thức ở mẫu. Nhưng trong quá trình học trên lớp, thầy cô cũng có nói, ngoài việc là áp dụng nhân với lượng liên hợp để trục căn thức ở mẫu, chúng ta có thể biến đổi tử mẫu thành các nhân tử để tiến hành rút gọn phân thức. Thì một điều quan trọng ở đây chúng ta đã học rồi. Bình phương căn x sẽ bằng x với x không âm. Thì ở đây chúng ta quan sát, nếu như vậy thì x này chúng ta sẽ biến đổi thành là bình phương căn x, và từ đó dẫn đến là hai cái hạng tử ở trên tử này nó sẽ có nhân tử chung là căn x. Tương tự là bên đây, 4x trừ căn x cũng có nhân tử chung là căn x luôn. Vậy tiến hành phân tích thành nhân tử ở cả hai tử trong hai nhóm của bài trên, chúng ta có kết quả phân tích như trên. Rồi, sau khi phân tích xong rồi, thì chúng ta thấy ở nhóm thứ nhất, tử và mẫu có nhân tử chung là căn x trừ 3, chúng ta có thể tiến hành rút gọn được. Rồi, ở nhóm thứ hai, bây giờ chúng ta thấy trên tử là 4 căn x trừ 1 và dưới mẫu là 1 trừ 4 căn x. Vậy chúng ta biến đổi thêm một bước trung gian nữa là tiến hành đổi dấu phân thức đó. Chúng ta có kết quả như màn hình. Và sau đó chúng ta tiến hành rút gọn hai phân thức nằm trong hai cái nhóm đó. Chúng ta có một kết quả là tổng của 5 và căn x nhân với hiệu của 5 và căn x. Thì ở đây chúng ta lại thấy xuất hiện một cái hằng đẳng thức quen thuộc. Đó là hằng đẳng thức số 3. A bình trừ B bình bằng tổng của A và B nhân với hiệu của A và B. Thì ở đây A của mình là 5 và B của mình là căn x. Vậy tiến hành thu gọn cái hằng đẳng thức này, chúng ta sẽ có kết quả là 25 trừ x. Vậy ở đây là chúng ta đã áp dụng một điều quen thuộc là x bằng bình phương của căn x để chúng ta tiến hành đặt nhân tử chung và rút gọn các phân thức để từ đó trục được các căn thức ở dưới mẫu. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu B. Câu B lại một lần nữa chúng ta thấy xuất hiện điều quen thuộc, đó là hằng đẳng thức số 2 ở cái nhóm thứ nhất. Đúng nè. Và một điều quen thuộc ở cái nhóm thứ hai. Như nãy chúng ta nói là x là bình phương căn x, vậy là x này và căn x này có thừa số chung là căn x. Tương tự như vậy, y chúng ta có thể biến đổi thành là bình phương căn y. Vậy nó lại có nhân tử chung là căn y. Vậy từ đó chúng ta thấy ở đây chúng ta sẽ áp dụng hằng đẳng thức số 2
Và cái điều quen thuộc là đặt thừa số chung. À, vậy là x căn y cộng hoặc trừ y căn x thì luôn luôn có nhân để chung là căn xy. Các bạn ha. Rồi, vậy từ đó chúng ta tiến hành khai triển cái nhóm thứ nhất và đặt nhân tử chung của nhóm thứ hai, chúng ta có kết quả như trên màn hình. Rồi, vậy sau khi khai triển tử của nhóm thứ nhất, chúng ta tiến hành thu gọn cái tử đó lại. Được chưa? Ở nhóm thứ nhất và ở nhóm thứ hai chúng ta thấy xuất hiện tử và mẫu có nhân tử chung là căn xy. Rồi, tiến hành thu gọn và rút gọn, chúng ta có kết quả như trên màn hình. Rồi, ở nhóm thứ nhất lại từ một lần nữa chúng ta thấy xuất hiện điều quen thuộc đó là điều gì nè? Đây, cái nhóm này có phải là hằng đẳng thức số 1 không nè? X cộng y cộng 2 căn xy. Vậy bây giờ chúng ta lại làm điều ngược lại là thu gọn cái tử nó lại thành hằng đẳng thức căn x cộng căn y tất cả mình. À, và sau khi thu gọn tử của nhóm thứ nhất thì chúng ta thấy tử và mẫu có nhân tử chung là căn x cộng căn y. Tiến hành rút gọn, chúng ta có kết quả căn x cộng căn y trừ cho căn x cộng căn y. Và tiến hành thu gọn biểu thức này, chúng ta có kết quả là 2 căn y. Rồi, chúng ta qua câu C. Đây, câu C cũng xuất phát từ một điều quen thuộc. Từ điều quen thuộc là gì? X là bình phương căn x. Do đó, chúng ta có thể biến đổi x căn x thành là lập phương của căn x. Vậy từ đó chúng ta thấy tử của cái nhóm thứ nhất chúng ta có thể biến đổi thành là lập phương của căn x trừ cho 1 mũ 3. Và từ đó mẫu của nó chúng ta cũng đặt được nhân tử chung là căn x. Tương tự như vậy là tử và mẫu của nhóm thứ hai. Thì sau khi biến đổi qua một bước trung gian thì chúng ta thấy xuất hiện các hằng đẳng thức số 6 và số 7. Chúng ta đã học ở lớp 8. Được chưa? Rồi, áp dụng các hằng đẳng thức số 6, số 7 vào bài này, chúng ta khai triển các tử của nhóm thứ nhất và nhóm thứ hai, chúng ta có kết quả như trên màn hình. Rồi, và sau khi khai triển các tử ở nhóm thứ nhất, thứ hai thì chúng ta thấy ở nhóm thứ nhất nó xuất hiện nhân tử chung là căn x trừ 1 ở tử và mẫu, do đó chúng ta có thể tiến hành rút gọn. Rồi, ở nhóm thứ hai tử và mẫu lại xuất hiện nhân tử chung là căn x cộng 1, chúng ta tiến hành rút gọn lần thứ hai nữa. Vậy từ đó bài của chúng ta trở nên đơn giản hơn. Và sau khi rút gọn đi thì chúng ta thấy hai cái biểu thức này nó có cùng mẫu, do đó chúng ta sẽ trừ hai cái tử với nhau và chúng ta giữ nguyên mẫu ra, và hai cái tử trừ nhau chúng ta có kết quả là 2 căn x trên căn x, và rút gọn một lần nữa chúng ta có kết quả là 2. Đó là câu C. Lại một lần nữa áp dụng bình phương căn x chính là x để đưa về hằng đẳng thức A lập cộng B lập hoặc là A lập trừ B lập. Rồi, và chúng ta qua câu D. Rồi, câu D chúng ta quan sát hai nhóm, và ở hai nhóm này tử và mẫu của nó đều đã là không còn xuất hiện nhân tử chung hay là xuất hiện điều gì nữa để chúng ta biến đổi. Thì bây giờ ở nhóm thứ nhất, để trừ được hai phương thức này với nhau thì việc đơn giản là chúng ta sẽ tiến hành quy đồng mẫu của chúng. Tương tự như vậy, ở nhóm thứ hai chúng ta cũng tiến hành quy đồng. Rồi, ở nhóm thứ nhất tiến hành quy đồng thì chúng ta thấy cả tử và mẫu phương thức thứ nhất phải nhân với căn x trừ 2. Vậy tử của nhóm thứ nhất của cái phương thức thứ nhất sẽ thành là căn x trừ 2 tất cả bình. Và ở phương thức thứ hai nó sẽ là căn x cộng 2 tất cả bình. Rồi, qua cái nhóm thứ hai, mẫu chung là căn x, vì ở đây chúng ta nhân căn x nữa thành là x trừ 4 trên căn x. Đây, tiến hành áp dụng các hằng đẳng thức số 1, số 2 ở cái nhóm thứ nhất chúng ta khai triển ra. Còn ở cái nhóm thứ hai này thì do x là bình phương căn x, còn 4 là 2 bình thì nó lại chính là hằng đẳng thức số 3. Vậy chúng ta sẽ tiến hành áp dụng hằng đẳng thức số 3 để khai triển cái tử ở nhóm thứ hai. Chúng ta tiến hành như sau. Rồi, ở nhóm thứ nhất, chúng ta sẽ khai triển các tử của nó bằng cách áp dụng hằng đẳng thức số 1, số 2. Và ở nhóm thứ hai, chúng ta sẽ áp dụng hằng đẳng thức số 3 để chúng ta khai triển cái tử nó ra. Rồi, sau khi khai triển cái tử nó ra thì chúng ta thấy ở đây tử và mẫu có nhân tử chung là căn x cộng 2 nhân căn x trừ 2. Chúng ta có thể tiến hành rút gọn tử và mẫu này. Thì từ đó và thu gọn cái tử còn lại, chúng ta có kết quả là trừ 8 căn x trên căn x. Và tiến hành rút gọn thêm lần nữa, chúng ta có kết quả là trừ 8.
Rồi, vậy là ở qua bài số 3, khi thực hiện rút gọn các biểu thức thì chúng ta có thể quy đồng mẫu của các phân thức đó, hoặc là chúng ta tiến hành rút gọn các phân thức đó bằng việc là phân tích các tử và mẫu của nó thành nhân tử để rút gọn. Đó là chúng ta đã áp dụng các điều đã học vào việc rút gọn biểu thức ở bài số 3. Vậy là qua một thời gian hồi nãy giờ chúng ta đã ôn tập về các công thức biến đổi các căn thức ở phần thứ nhất và giải phương trình ở phần thứ hai, và sau đó áp dụng tất cả những điều đã học vào việc là rút gọn biểu thức, thì chúng ta cần ghi nhớ hai cái bảng sau đây. Thứ nhất là các công thức biến đổi căn thức, gồm các nhánh mà thầy đã minh họa trên hình vẽ. Rồi, và cái bảng thứ hai là các phương trình chứa căn bậc 2. Thì ở đây chúng ta chú ý ba dạng sau. Thứ nhất là căn âm bình bằng giá trị tuyệt đối của A. Rồi, dạng thứ hai là căn A bằng B. Và dạng thứ ba là giá trị tuyệt đối của A và B. Giá trị tuyệt đối của A bằng B. Đúng rồi. Chúng ta cần ghi nhớ hai cái bảng này để trong quá trình làm bài kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 1, chúng ta có thể dễ dàng hoàn thành bài kiểm tra một cách tốt đẹp. Rồi, đó là những gì thầy và các em cùng nhau ôn tập trong khoảng thời gian vừa rồi. Thầy mong rằng các em sẽ khắc sâu kiến thức và vận dụng các kiến thức đó một cách nhuần nhuyễn vào bài kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 1 sắp tới. Chúc các em làm bài tốt và luôn luôn gặp nhiều điều may mắn trong lúc làm bài kiểm tra.